Thế Chương xin được gửi lời chào đến quý vị đang đồng hành cùng với Vua Cùng LA34 trên sóng Long An TV. Như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau qua 32 tập phim Trương Bảo Tử, bộ phim khắc họa rõ nét những cuộc chiến khốc liệt đầy biến động trên biển, mang đến nhiều cảm xúc thú vị cho người xem bởi yếu tố bất ngờ từ câu chuyện tình vượt thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 12 năm 2015, lễ trao giải thưởng thường niên lần thứ 48 của Đài truyền hình xứ Cảng Thơm đã diễn ra tại TVB City. Tại lễ trao giải, dàn diễn viên của bộ phim Trương Bảo Tử đã nhận được khá nhiều giải thưởng. Hồng Vĩnh Thành đảm nhận vai Trương Bảo Tử và Trần Khải Lâm, diễn viên thủ vai Huỳnh Đệ Muội, lần lượt nhận về các giải thưởng nam và nữ diễn viên tiến bộ nhất. Nữ diễn viên Diêu Tử Linh nhận về giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai Diễm Quý Phi. Còn nam diễn viên Trần Triển Bằng vốn được kỳ vọng sẽ chạm tay đến ngôi thị đế nhưng chỉ nhận được giải nam nhân vật truyền hình xuất sắc nhất. Như vậy, đáp án đúng của chương trình kỳ trước là đáp án 01, vai thập nhất bối lạc Mân Hạo Bowie với diễn xuất của Trần Triển Bằng. Hãy cùng Thế Dương chúc mừng 3 vị khán giả có các số điện thoại sau đây đã là chủ nhân của các giải thưởng 1 triệu đồng từ Vua Cùng LA34 khi trả lời đúng đáp án và dự đoán gần đúng nhất số người có cùng ý kiến. Mời quý khán giả liên hệ với phòng tổ chức hành chính Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, số điện thoại 02723 826 244 trong giờ hành chính để nhận giải.